Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay ngày 3 tháng 11 năm 2023, sáng sớm hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cập nhật những cái tiến độ mới nhất ngay tại đường dẫn đi lên cầu Mỹ Thuận 2, và đây cũng là điểm đầu của tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, cho tất cả quý vị khán giả thấy được những cái tiến độ mới nhất sáng ngày hôm nay nha. Hiện tại thì mình thấy là đơn vị Định An đang tập trung máy móc, thiết bị, những cái phương tiện của mình để mà thi công ngay tại vị trí này, rất là đông luôn. Phải nói là hàng mấy trăm chiếc xe ha, xe tải nè, rồi xe cuốc nè, rồi xe lưu nè, ôi quá trời xe, những xe thẩm nhựa này kia nữa, rồi xe chở cát đá nè, ôi quá trời luôn, hàng mấy trăm chiếc xe đấy cả nhà. Đơn vị Định An cam kết sẽ hoàn thành dự án vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, cùng lúc hoàn thành của dự án cầu Mỹ Thuận 2 ạ. Ở phía bên này thì các anh cũng đã trải những cái tấm vải màu trắng phía bên dưới, thì các anh đổ cát lên, rồi các anh lưu, rồi đổ đá mi chờ lúng đá dầm đó cả nhà. Sáng hôm nay trên công trường đường dẫn này rất là nhộn nhịp, phương tiện tập trung quá trời luôn. Lúc trước thì nhìn rất là ít các phương tiện, nhưng mà bây giờ thì các anh đang tập trung rất là nhiều các phương tiện rồi ạ. Quyết tâm tăng tốc thi công để mà hoàn thành vào cuối tháng 12 năm 2023. Thì hôm qua thì mình cũng có chia sẻ một cái video quay khoảng 5-6 cây số, khoảng 7 cây số phía bên trong, từ vị trí này thẳng về Cần Thơ là khoảng 7 cây số, thì thấy rất là nhiều đoạn các anh đã thảm nhựa rồi và đang đổ đá dăm, rồi xe lưu cũng chuẩn bị tiếp tục thảm nhựa tiếp ha. Ngay tại vị trí này thì cách khoảng 3-4 cây số thì đa số thì đã thảm nhựa rồi. Tiến độ rất là nhanh ạ. Đây là những cái tấm vải này các anh trải xuống để mà đổ cát lên đây ạ. Những cái chiếc xe đẩy nè, nó ban ra đẩy cát là bằng phẳng luôn. Hôm nay thì lối ra lối vào của cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ thì nhìn rất là rõ rồi. Bên kia là bãi tập kết đá dăm nè, đá nghiền nè. Chỗ này là cái lối đi vào nhập với cao tốc, đi thẳng lên cầu Mỹ Thuận 2 rồi đi thẳng về thành phố Hồ Chí Minh đây ạ. Bây giờ mình sẽ chạy lên đường dẫn của cầu Mỹ Thuận 2 để xem tiến độ mới nhất thì các anh đang làm những công việc gì nha. Những cái xe tải mà chở cát đá đang đậu ở đây rất là nhiều đây. Bên đây thì các anh đang lắp những cái ống cống, những cái ống thoát nước nè. Ống nào ống nấy nhìn rất là to nha. Còn phía ngoài đầu giao với quốc lộ 80 này thì cũng có nhiều phương tiện đang làm việc ở đây, thì các anh đổ cát rồi sau đó thì các anh lưu cho nó bằng phẳng, rồi chải vải ở dưới đó thì các anh làm lưu tới lưu lưu cho nó bằng phẳng cái mặt này, sắp tới thì các anh đổ đá dăm. Chiếc xe màu vàng thì nó ban ra chỗ nào mà nó chưa bằng phẳng thì bắt đầu
nó sẽ ban ra cho nó bằng phẳng rồi sơ lưu lại làm việc. Còn phía bên này đó là quốc lộ 80 mở rộng và cầu Cái Đôi 2, à cầu Cái Đôi mở rộng luôn ạ. Sắp tới thì có rất là nhiều phương tiện di chuyển qua cầu Mỹ Thuận 2, toàn là những cái xe lớn, những cái xe container, xe tải, nên là các anh mở rộng cái quốc lộ 80 ra, khi mà lối ra lối vào được rộng rãi, thoải mái, quay đầu này kia, cua đầu này kia nó cũng dễ. Dự án cầu Mỹ Thuận 2 có tổng chiều dài là 6,61 km, có điểm đầu kết nối với tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận và có điểm cuối tại đường dẫn cầu Mỹ Thuận 2 kết nối với tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Đây là cây cầu cao tốc thuộc một phần của tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Sau này bà con đi về miền Tây từ thành phố Hồ Chí Minh về thì sẽ rút ngắn được cái thời gian đi thẳng về Cần Thơ, chỉ còn khoảng 2 tiếng rưỡi là mình đi từ thành phố Hồ Chí Minh về tới Cần Thơ luôn ạ. Đi lên phần đường dẫn này thì hôm nay thì mình thấy là các anh công nhân kỹ sư của đơn vị Định An đó thì cũng đang thi công làm lan can hai bên, rồi cũng như là thi công giải phân cách con lương ở giữa, thì đang lắp ván khuôn để mà chuẩn bị cho cái quá trình bơm bê tông sắp tới. Lan can thì các anh đã vào ván khuôn rồi, bây giờ đang tiếp tục làm lan can của con lương. Ở cái ván khuôn của con lương, mình xin lỗi mình nói nhầm. Xa bên kia đó là cầu Mỹ Thuận 1 đã khánh thành vào năm 2000, đến nay gần 24 năm rồi, rất là đẹp ạ. Đây ạ, các anh kỹ sư công nhân của đơn vị Đình An đang lắp những cái khuôn lan can. Đây anh thi công con lương ở giữa. Có khuôn hết cả nhà. Đó, nhìn rất là đẹp. Bây giờ thì các anh vẫn đang tiếp tục làm thép để mà di chuyển cái khung này ra, rồi tiếp tục đổ lan can ra. Nhìn rất là đẹp. Các anh công nhân kỹ sư của đơn vị Trung Nam ơi cũng đang thi công lan can hai bên của cầu Mỹ Thuận 2. Đây là đơn vị tư vấn giám sát đang đi vào công trình của cầu Mỹ Thuận 2 để mà giám sát công trình ạ. Dự án cầu Mỹ Thuận 2 sẽ hoàn thành vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và đưa vào thông xe khai thác sử dụng luôn ạ. Các anh cũng đã sơn kẻ đường rồi. Tại vị trí này thì
quý khán giả thấy được cái phản quang nó chiếu chiếu lên nhìn rất là rõ. Đó là những cái tiến độ mới nhất của cầu Nguyễn Thuận 2 sáng ngày 3 tháng 11 năm 2023. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều đã theo dõi video của mình hôm nay nha. Bây giờ mình sẽ di chuyển xuống. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều đã luôn đồng hành và theo dõi những video của mình. Chúc tất cả quý vị khán giả có thật nhiều sức khỏe và đón xem những video tiếp theo của mình nha. Bye bye.